Bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn có được làn da trắng mịn màng, tươi sáng, tuy nhiên không phải ai cũng sở hữu làn da trắng bẩm sinh không tì vết. Ngoài ra, những tác động từ môi trường như ánh nắng, khói bụi, hay thói quen sinh hoạt không lành mạnh như thức khuya, ăn uống không đủ chất và tuổi tác cũng sẽ phần nào ảnh hưởng đến sắc tố của làn da. Kem dưỡng trắng da Kinodo Tot White Cream là sản phẩm dưỡng trắng da rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc bởi khả năng làm trắng và dưỡng ẩm cho da, loại bỏ tế bào chết giúp làn da trắng sáng dần lên sau mỗi lần sử dụng. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt. Kem dưỡng trắng da Kindo Tot White Cream tuyệt đối không sử dụng các thành phần hóa học, nên cực kỳ an toàn khi sử dụng để dưỡng trắng da. Hơn nữa, Kindo Top White Cream thuộc dòng dược phẩm, đã được kiểm tra và chứng nhận an toàn, nên không gây kích ứng cho mọi loại da khi sử dụng nữa nhé. Đồng thời, thành phần của kem này bao gồm dưỡng chất glutathione, vitamin C và thi optic acid, và một số thành phần từ tự nhiên như dễ cây cưỡi ngựa, vừng đen, đương quy, cam thảo, hà thủ ô, nấm linh chi, cây mẫu đơn, sâm cổ hoàng kim. Trong đó, thành phần 1000 ppm glutathione thường được gọi là chất tiêm trắng da. Hầu hết những mỹ phẩm khác chỉ chứa 10-20 ppm nhưng nồng độ của sản phẩm này được xem là mức cao nhất trên thị trường mỹ phẩm nội địa Hàn Quốc hiện nay. Cùng với đó là tinh chất cây diên bạch, Denropan X có tác dụng làm trắng hiệu quả, ngăn chặn tia UV và làm tăng sản sinh collagen. Ngoài ra, vitamin C, alpha, lipoic acid có khả năng chống lại quá trình oxy hóa giúp da trở lên trắng sáng dần sau mỗi lần sử dụng. Kem chuyển trắng Sindotot White Cream hiệu quả tốt nên bị làm giải nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp của mình cũng có bán kem Cindy tốt hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.